Hoa Lan đẹp kính chào cô chú anh chị. Hiện tại em đang dính vài khách đó, anh chị nói mình là lừa đảo nè, bán hàng gian dối, rồi trồng cây thì không có trung thực, trồng cây gọi là sao ta, gian dối trong cái trồng cây để cho cái cây lan của mình có thể ít đó, để cho mình đỡ tốn tiền chi phí. Hôm nay thì em xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em trong thời gian khó khăn, kinh tế khó khăn như một năm nay, thì em cũng được sự ủng hộ của rất nhiều cô chú anh chị. Nhưng có nhiều cô chú anh chị mới thì chưa hiểu em lắm. Và hiện tại thì đang có sự hiểu lầm về chậu thiết kế của nhà Hai Lan Đẹp chồng gửi đến cho anh chị á. Mà chậu thiết kế là đứa con tinh thần đối với em, tại vì nó gắn bó với em là mười mấy năm rồi anh chị, không phải là nó có gắn bó là mới một năm hai năm nay, mà từ khi em là người chơi lan, em khởi nghiệp và em làm lan, những ngày đầu tiên của em làm lan là em đã trồng những chậu tác phẩm rồi, tại vì em thích làm nên những tác phẩm đẹp để mình ngắm và mình gửi tới anh chị những tác phẩm đẹp. Nhưng có những cái sự rủi ro là khi mình đóng hàng vận chuyển đi á, thì nó sẽ có những cái giống như là cái chậu của mình do cái sự va đập giữa anh shipper, anh làm mạnh tay quá thì nó có thể bị gãy thân nè, hoặc là bị xúc giá thể ra rồi nó bị văng ra khỏi chậu. Những cái đó thì anh chị mình có thông cảm, là gọi điện tới nó là Quỳnh ơi, cái cây lan của chị bị vậy đó em, rồi có sao không em, rồi mình làm sao em. Thì những anh chị rất là dễ thương, không có comment trên like, vì anh chị biết là khi comment trên like á, là sẽ ảnh hưởng bữa like em và làm cho mình không có, các bạn live stream nó không có còn động lực để like nữa, nó bị tụt giảm á. Thì anh chị rất là dễ thương, gọi điện trực tiếp tới. Nhưng còn nhiều anh chị giống như là hết hàng mới á, không biết mình á, nói thẳng luôn, comment trên like luôn, đừng có mua cái kênh này, lừa đảo đó, bán hàng xạo đó, dối trá đó. Thưa với cô chú anh chị, nếu như em dối trá thì em sẽ không tồn tại đến ngày hôm nay. Tại vì tất cả ai mà bán hàng online á, sẽ có một cái tư tưởng như vậy nè. Một khi mình đã biết vấn thân vào con đường bán hàng online thì mình cần phải có một cái điều đầu tiên nhất là sự trung thực. Mình phải nói làm sao phải có thì mình mới dám nói, chứ không có thì mình nói điêu á. Có thể hôm nay khách hàng xem chứ ngày mai khách hàng cũng xem, nhưng xem chữ sự giả dối chứ không mua anh chị. Coi cho anh chị nghĩ ra đúng không? Tại vì biết mình giả dối rồi sẽ không mua, mà chưa kể những comment mà cứ liên tục mà mình nói chuyện, mà comment cứ liên tục ập tới để chửi mình không, thì không có người live stream nào mà ngồi để có động lực bán hàng mà để bị chửi đâu anh chị. Tất cả ai cũng vậy hết, đều phải dành tình thương cho người bán hàng, mà người bán hàng cũng phải trung thực và dành tình thương tới người mua, thì cái đó hai cái sự đồng đều với nhau thì mới tồn tại được và mới phát triển được. Và khi em cũng vậy, em chọn bán hàng online thì em cũng muốn là mình gây dựng và mình phát triển ngày một tốt hơn. Chứ bây giờ like bữa nay ngày mai anh chị chửi rồi sao, rồi anh chị nói này nói kia, rồi thêm chưa kể là bị báo cáo này báo cáo kia, rồi anh chị cứ nói hoài, rồi làm sao mình bán hàng được đúng không anh chị. Và anh chị cũng không mua, em ngồi em nói mà không có người mua thì cũng như không rồi, nên là mình sẽ không dám giả dối anh chị. Mình cũng không dám lương lẹo hay là mình trong cái những chậu tác phẩm của mình dối trá gì hết anh chị. Chỉ là có những sự hiểu lầm của cô chú anh chị mình khách mới á, chưa hiểu về em lắm và nghĩ là em thế này thế kia, nhưng mà có những sự hiểu lầm chưa hiểu về nhau. Hôm nay em sẽ mong là anh chị mình hiểu em hơn, nên em quay cái video này nha cô chú anh chị. Thật sự là cũng hơi buồn vì nhiều cô chú anh chị chưa hiểu em lắm, nên là em nên chia sẻ cái những chậu thiết kế tại sao mình phải làm như vậy. Và khi đóng hàng đi thì nó sẽ có cái rủi ro là hơi rớt giá thể ra ngoài một chút xíu, thì về nhà anh chị có thể xử lý là mua thêm, hoặc là lần sau anh chị chỉ cần nói với em một tiếng nè, ơi Quỳnh ơi gọi điện tới, hoặc là nói gọi điện tới bé Vân là bé mà hay nghe điện thoại phản hồi của anh chị, đó nói là Vân ơi, cái chậu vừa rồi dớt giá thể nhiều quá, chiếc này bù đắp cho cô nha, bù đắp cho chị nha, chỉ cần cú điện thoại hoặc là một tin nhắn thôi, hoặc là khi chốt đơn lần hai đó mình báo, là không cần phải comment trên like đâu anh chị. Mình gọi điện tới, em có thể gửi tới anh chị là nửa ký hoặc một ký cũng được, nhưng một ký thì không thể đi kèm lan được, thì mình có thể đi nửa ký, lần sau kế tiếp nữa em cũng có thể đi cho anh chị nửa ký nữa, không sao.
em muốn chăm sóc anh chị tốt hơn thì em cũng phải có sự bù đắp cho anh chị. Thì hai bên khách và với lại khách hàng và người bán hàng nó sẽ có sự gắn kết. Em cũng biết điều đó mà, nên em cũng làm á. Trong dịp này thì cô chú anh chị mình dịp Tết ai cũng mua những chậu to để tặng mà rất có thể anh chị cứ gọi điện tới gió like báo. Lần hai em sẽ gửi cho cô chú anh chị mình kèm theo lan nha anh chị, nửa ký có thể. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề mà chậu thiết kế. Có chị khách nói em gian dối, chỉ comment 2 ngày luôn. Nói em bán hàng xạo và lừa đó, đừng mua kênh này. Thì mình lúc mình đang bán hàng á, nhưng mà lúc đó là hên là ngày đó em phụ với bé. Chứ nên như giống như là bé Nhi hay là bé Vân gì like á, là gọi là cái tâm lý không vững anh chị, sẽ bị tụt nút và có thể bị xuống like và mình sẽ không giải quyết khách hàng được. Lúc đó thì khách hàng mới xem mình, khách hàng cũ thì biết, nhưng mà khách hàng mới vào xem thì khách hàng sẽ nói vậy chắc kênh này lừa rồi đó, không nên xem nữa, thì ảnh hưởng em, thì rất là tội nghiệp em luôn á. Cô chú anh chị mình nhìn nè, những chậu tác phẩm to như thế này, chậu này là chậu size 32. Còn cái lan mình trồng thì nó phải cao như thế này. Chậu mình tính thể tích của phía chậu trước đi. Cái này là nó là size 32, là cái dòng miệng của nó là size 32. Cái bề xuống của nó tầm khoảng là gần một tấc á anh chị. Gần một tấc. Đây, anh chị nhìn là gần một gang tay của em thì nó gần một tấc. Nếu như mình đôn lên cái cây như thế này nó cao là một chuyện rồi đúng không cô chú anh chị. Nhưng mà khi mình đôn lên cao á, và mình không có lót kèm theo chậu này nè, và không lóc thèm thêm chậu cắt như thế này á, là cái chậu này theo em tính ước lượng là mình tầm khoảng là gần 2kg vỏ thông. Như vậy thì tiền không quan trọng, tại vì khi mình đã quyết định chơi những chậu to này thì tiền nó với mình không quan trọng rồi. 2kg thì nó tầm khoảng 40-50 ngàn à, nhưng nó không nằm chỗ tiền anh chị, nó nằm cái chỗ này nè, 2kg vỏ thông trong mùa nắng thì tỷ lệ gũi con của nó chỉ chiếm tới 20% thôi, từ dưới gốc mới lên. Còn nếu vào mùa mưa mà giống như một cơn mưa mà 4-5 tiếng hay là một ngày có 2 trận mưa thì tỷ lệ gũi go nó chiếm tới 6-70% vì giá thể quá nhiều, thoát nước không được. Mình phải cần có một cái sự hỗ trợ để anh chị thấy nè, tạo cái độ thoáng mà anh chị thấy lỗ rất là nhiều không? Vì sao? Nước nó rớt vô rồi nó sẽ rớt ra đây, nó sẽ không làm thối từ dưới gốc thối lên. Đó, mình làm những chậu tác phẩm thì mình phải cần có sự hỗ trợ là mình lót đôn thêm, vừa tiết kiệm giá thể cho mình nè, vừa làm cái dàn lan mình nhẹ và vừa lễ cho cái sự gũi go cây lan mình chết thối từ dưới gốc thối lên rất là thấp luôn. Và bộ rễ thón á, là một bộ rễ thón là một cái chậu phải có cái nhiều chất như thế này đó, mình phải đôn nhiều thứ, không phải chỉ cái này không đâu, chậu mô rồi có luôn cả chậu cắt nữa anh chị. Em lấy cái chậu 12 củ em cắt nè, bộ rễ mình đã tốt rồi thì cái cây mình rất lực còn khỏe luôn, đẹp ra rất là nhiều bò hoa và tỷ lệ chết hầu như là chiếm khoảng 10-20% thôi. Cái này là em đang trồng như thế này ha, mình có nhiều cách để trồng lắm cô chú anh chị. Chậu đó là đích thân vườn em trồng, còn giống như chậu Silverlet này là hàng em đi mua lại. Đây là một vườn khác trồng, thì vườn khác có kinh tế và có chi phí, hoặc là vườn đó có cái gọi là sự tiện lợi khi mà dư mót nhiều anh chị, thì mình đôn mót như thế này anh chị thấy không, vẫn là đôn một lớp mót xong rồi lớp giá thể đó. Mình phải có đôn như thế này để cây mình nó thoát nước tốt, nó không bị thối như cô chú anh chị. Chứ mình để mà mình để không vô hết luôn, cái chậu này là size 40, nếu để tầm khoảng 3-4kg vỏ thông, khoảng 3kg vỏ thông luôn á nếu mình không đôn gì hết. Nhưng mà nó không nằm ở chỗ đó, nó thối, nó không thoát nước được vì nó bít kín hết. Cái này là trồng vỏ thông nhuyễn nè anh chị thấy không, nếu không đôn thì chậu này khoảng 5kg vỏ thông, mà vỏ thông nhuyễn á thì cái sự độ thoáng của nó rất là ít nè anh chị thấy không, nó kín mít lại với nhau luôn. Khi mà mưa nhiều hoặc là mình tưới nhiều nó sẽ bị thối, thoát nước không kịp là nó thối từ dưới gốc thối lên, nên là giải pháp là cũng phải đôn anh chị thấy không. Đó, em không có lừa dối hay là gian dối gì đâu anh chị, nhưng mà khi mình đóng hàng á, vận chuyển đi là nó sẽ đổ vung ra ở một ít thì mình có thể lụm lại, còn nếu không còn nữa thì anh chị gọi tới em. Em gửi thêm cho anh chị để anh chị mình bổ sung vô những chậu lan đó. Tại vì những chậu tác phẩm thì mình phải làm như thế này. Đây, còn chậu này là em cắt từ chậu 12 nè. Cái này em nhờ cô làm vườn phụ thì cô để không có thẩm mỹ thì nó bị lòi lên như thế này luôn. Mà anh chị mình thấy rất rõ luôn. Đây là những chậu cắt rồi nè anh chị thấy không? Đó, đây là chậu 12 cũ mình tận dụng luôn. Tại vì sao? Mình làm nông nghiệp, mình làm nông thì mình...
tận dụng tối đa luôn anh chị, người làm nông dân tận dụng tối đa luôn. Đối với một người nông dân như em và những người nông dân khác không riêng gì Lan á, mình tiết kiệm từng ngàn luôn anh chị. Nên là một cái chậu này mình mua á, mình mua sỉ á, là hiện tại đang là giá cũng gần 1.000 một cái rồi, mà mình bỏ đi thì rất là phí, mà mình đốt thì lại còn phí hơn. Nên cái giải pháp là bây giờ kiểu gì mình cũng phải lót đế, lót cái đôm cho nó thoáng, thì mình lót cái này luôn đó cô chú anh chị. Và khi lót mót á thì mình nhìn thấy cái mót nó màu trắng, nó sẽ có cái sự tương phản với cái giá thể này, nhìn nó không có được đẹp. Mà khi mình lót cái chậu này nè đó, nhìn nó cái màu của nó trùng với nhau luôn, nên nhìn nó cũng có thẩm mỹ cao luôn, đúng không cả nhà? Đó, em cũng cố gắng trồng lên những chậu tác phẩm đẹp và cũng muốn gửi đến tay anh chị còn nguyên cái hình ảnh đẹp luôn. Nhưng mà có những cái sự rủi ro thì ngoài ý muốn mình không muốn được. Nên là cô chú anh chị mình khi nhận được những chậu tác phẩm của Hoa Lan Đẹp gửi, có sự cố gì chụp hình, hoặc cô chú anh chị mình gửi qua Zalo hoặc là gọi điện liền tới số hotline, à em ơi cây bị như thế này rồi làm sao em ơi, à có hướng gì đền không. Rồi có khi mình mua hàng á cả nhà, à cái chậu lan mà mình trồng lâu á thì bộ rễ nó sẽ phát triển nhiều và nó bám vô thành chậu mình hết luôn, thì cái sự bung ra rất là hở chậu không có. Còn có những chậu giống như về nè, đâm ri thì nó ít rễ, thì nó sẽ trồng lâu nhưng mà rễ nó cũng không nhiều, nên nó sẽ bị xứt ra luôn. Và có những chậu á, ba chậu ghép một bị xứt ra luôn giống như vậy đó, đi tới nơi cái đổ ra xứt ra luôn, xứt ra thế này luôn đó. Rồi giờ anh chị nói là giờ sai em ơi, cây xuất ra hư à, chết rồi, cây này chắc hơ bỏ vứt luôn chứ chơi gì được nữa đó. Cô chú anh chị xem cái khúc này rồi á, cô chú anh chị mua hàng không chỉ riêng của Hoa Lan Đẹp, anh chị mua hàng những chậu thiết kế á, chụp hình lại anh chị thấy những cảnh như thế này, mình xử lý sự cố để giải cứu nhà vườn nha anh chị. Chứ như vậy á, mình hoàn về thì tạo nhà vườn nhưng mà cây nó sẽ không có chết đâu. À, cây vẫn phát triển bình thường do nó vung vãi giá thể thôi. Mình sẽ xử lý như thế này, mình lụm mấy cái miếng này ra của người trồng nha, có thể mót hay là gì đó mình lụm ra, rồi mình sẽ sửa lại dáng như ban đầu luôn. Mình sẽ lót nó vô, mình sẽ lót nó lại á cô chú anh chị mình. Cái giá thể mình cứ để ngoài, mình đừng cho vào nha, mình cho những cái chất mà để lót trước, xong rồi mình mới để nó vào đó. Mấy cái chậu này cho nằm dưới để đôn nó lên, mà hồi lúc trước nhà vườn của người ta cũng để đôn thì giờ mình cũng để đôn thôi đó. Xong mình những cái này mình lót ở vùng rìa á, để khi mình để giá thể á nó không bị rớt ra. Để rìa là để gì nè anh chị? Đó, để những giá thể nhỏ nhỏ nó không bị rớt ra, giống như nó giữ giá thể mình lại á, hoặc là khi mình bỏ phân bổ gốc hay gì á. Đây là giá thể mà cái dạng nhỏ nhỏ vậy nè, nó không bị rớt ra. Vậy là xong rồi đó, sắp xong rồi đó cả nhà. Sắp hàng chỉnh lại rồi nha. Đó, đừng có nghĩ là cây mình sẽ rớt ra vậy là chết, không có chết. Nó hơi sự cố một chút xíu, mình xử lý nó đi. Rồi, bây giờ tiếp tục là mình sẽ cho giá thể vào. Anh chị cho mấy cục bự trước ở phần dưới, với lại ở mít bên ngoài này nè, để cho nó không có rớt mấy cục nhỏ ra. Rồi, bắt đầu mình cho lên phần trên. Đó, cho vào. Bây giờ cho vào là sợ nó lắc lư nữa đó. Đó, nó còn lắc lư đó. Lắc lư thì nó bộ rễ nó sẽ phát triển kém. Mình hay nói vậy đó. Anh chị chắc trong đầu mình cũng có biết, những kênh khác cũng nói vậy. Nhưng mà mình phải làm sao để nó hết lắc lư, thì mình sẽ có một cuộn dây và một cái kéo đó. Kéo này chuyên để cắt lan luôn á cô chú anh chị. Và nó có thể dùng trong bếp được luôn, và chống bị sét luôn á. Dài nhiều năm cũng không có xét, trừ khi nào mà nó gọi là gãy cái lò xo này hoặc là mất đi thôi, là mình hơi không xài được nó thôi. Và cuộn dây này thì mùa Tết này ai cũng cần thiết hết. Nó không chỉ buộc lan đâu, mà nó buộc kẹo, buộc bánh, buộc gà được luôn. Để ở trong nó là kẽm, ở ngoài nó là mạ một cái lớp dây á. Dây có kim tuyến màu sắc rất là đẹp. Mình cho vào đây, mình cuộc lại. Đổ bền cái sợi dây này xài cũng ổn lắm á. Em xài một năm mấy á, ở ngoài vườn á. Rồi mình lòn qua, mình lòn qua đây. Mình đây, mình sẽ xoay lại bên này. Cái này phải cần có một chút sức lực nha anh chị. Mình không có cuộc chơi được, mình phải gịch nó xuống đó, gịch nó xuống luôn. Rồi lòn qua đây để mình giữ em nó lại. Cái này là bây giờ có làm gì nó cũng không có sức ra khỏi chậu được hết, trừ khi giá thể nó hết thôi.
đó, mình kìm cái gốc lại hết lắc rồi anh chị thấy không, hết lắc rồi. Còn nếu muốn nữa thì mình sẽ cho một sợi nữa, thêm một vị trí nữa là sao mình cố định cho nó ở một vị trí không có đi đâu được luôn. Còn nếu không thì em thấy như vậy cũng ổn rồi đó. Đó, mình cuộn nó lại, không lắc nữa là như thế nào. Đó, cố định cái gốc cây gồi á anh chị. Khi mình cố định cái gốc cây gồi, nếu ở phần trên này mà chưa có cuộn những sợi dây như thế này á là mình phải cuộn nè cô chú anh chị. Đó, tại vì sao? Cái cây này khi nó dài á nó sẽ gì nè, nó quật ra, cái đọt nó sẽ bè ra hết luôn. Và cái này nè, em để em tháo sợi dây cho anh chị coi, nó sẽ như thế này đó. Nhiều cây nó gớt cái gì luôn, cái anh chị nói là cái cây nó lặt lìa rồi em ơi, nó cây lặt lìa sắp hư là hậu hải cô chú anh chị, cuột vô. Với lại khi ở nhà mình có cây lặt lìa gì mình cuột vô, để khi mình có nhiều hoa nó sẽ quặt xuống, nó dễ bị gãy chỗ này, uổng lắm. Mình buộc vào, cố định nó vào sợi dây này đó, mình cuột nó vào. Còn em này cũng vậy, mình cuột nó vào để chi anh chị biết không, khi mà nó lên cao nữa nó không bị quặt đọt, và nó có vờ ha thì nó cũng không bị ảnh hưởng gì hết. Nhìn nó vừa gọn gàng mà vừa đẹp nữa. Còn những cọng này, những cọng rìa rìa này mình thích thì mình cứ cù, cũng cố định nó vào giống như mình tạo dáng cho em nó vậy đó. Đó, vậy là mình đã xong một chậu. Mình tưởng như là liện bỏ, anh chị nói là chết là liện bỏ rồi, hư rồi, nhưng mà giờ xong rồi đó cô chú anh chị. Mình tham khảo thử cái đoạn này rồi cô chú anh chị, mình nếu mà mua của em á có sự cố gì thì gọi điện tới số hotline để em có cái chính sách đền bù cho anh chị, hoặc là như thế này thì em có thể gửi tặng anh chị phân bón đi cho nó ra rễ cũng được đó nè. Đó, anh chị cứ yên tâm, em bán hàng là không có lừa đảo, nhưng chị không có gian dối mà cũng không có dám xạo xạo với anh chị đâu. Cô chú anh chị mình khách hàng quen nó biết hoa lan đẹp rồi đó, em cố gắng phục vụ anh chị hết mình luôn đó. Đóng hàng của em cũng còn nhiều sự thiếu sót á, và cũng có nhiều anh chị đóng góp ý kiến là anh chỉ nói cho em biết để em sửa và em làm tốt hơn thôi. Và em rất cảm ơn luôn những cô chú nào đã cho em ý kiến, và lần sau cô chú anh kênh chị có ý kiến gọi tới số hotline giùm em. Cái khâu đóng hàng của em thì em sẽ cố gắng, em sẽ hướng dẫn các bạn đóng hàng kỹ hơn để phục vụ anh chị được tốt hơn. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em trong thời gian nhiều qua, và em cũng sẽ cố gắng thêm nữa nha cô chú anh chị. Và có những lỗi lầm gì em mong được sự thông cảm và bao dung của cô chú anh chị mình nè. Em xin cảm ơn, rất cảm ơn luôn ạ.